chín. Thì giữa đó có lẩu phở hay là phở mà họ serve ở trong cái pot, cái pot mà stone á, bằng đá cho nóng thố. Luôn á, phở thố. Ở đâu nè, quên rồi. Fountain. Ở dưới đó. Không biết. À nhớ hả? Rồi. Ông Thìn đi vợ cái gì á. Với lại có Wagyu phở nữa. Wagyu là ở đây cũng có. Yeah. Ví dụ có tội á, nó rung á là bắt đầu nó giọt, thì thằng này giọt héo, hiểu không? Còn mình đi từ từ bình thường có gì đâu. Rồi thẳng vô luôn. Đó, thẳng vô luôn. Trung trung nhà bây giờ quá tinh. Ống quẹo vô rồi. Mình vẫn đi bình thường, xách giùm mẹ phía sau lưng con nha. Đó. Trời ơi. Giỏi. Đây là chỗ mình hay gửi tiền và gửi quà về Việt Nam nha. Rồi đi tiếp xong công việc rồi. À, bây giờ con là người thứ ba. Gì? Mà ở làm á, mà sale nhiều nhất ở trang whole district. Ồ, oh, vậy hả? Yeah. Sale là lấy thêm member vô cho... Lấy thêm member, mua personal training, đúng không? À, à vậy hả? Người Việt thứ có, ba luôn người Việt có nhiều không? Không biết nữa, mà con chỉ biết con là hạng thứ ba thôi. Nhưng mà người Việt có... Cao nhất chỗ gọi, con mà... Gọi con để mà họ cần help không? Dạ, yeah, có. Còn người Việt họ gọi để help họ, tại vì con biết vừa tiếng mấy người Hair Express á, để nhường kêu nhiều người đó qua để cho con giúp họ làm cho giá rẻ hơn. Bây giờ cuộc sống ai cũng cần tập gym, tập gym cho em thôi, là ăn uống đồ tốt quá, nhiều đồ bổ quá dễ bệnh. Cho nên bây giờ họ cần tập gym nhiều quá, thành ra đôi khi họ cần tới người mà biết nói tiếng Việt ở trên đất Mỹ, hiểu không? Dạ, họ khó sign in á. Thành ra may con chịu khó học tiếng Việt đi thì cũng giúp được tối đó, cái nhất con cũng là việc thiện. Con biết kêu good morning rồi, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Bây giờ mới biết good morning. Giờ buổi tối. Đâu. Buổi tối. Chào buổi tối là good good night. Dạ. Yeah. Đâu biết đâu. Chỉ kêu. Đúng rồi, chào buổi sáng. Bạn khỏe không, là how are you á? Anh khỏe không, ông khỏe không, tại có mỗi chữ du thôi, Mỹ thì mỗi chữ du thôi, nhưng mà Việt Nam thì có là ông bà cha mẹ anh em rồi đó, thì Mỹ có chữ du là xong. Cho nên Mỹ giống như vai vé nó giống nhau ha. Chữ du cái ngang nhau luôn. Còn bên Phi á, không có he or she, chỉ có you or I thôi. Ủa, vậy hả? Thì không có gender á, không có female với male. Ủa, ngộ vậy. Thì everyone có thể join một. Nhưng mà người ta sẽ cần. Khó làm giấy tờ, là vì ai biết được đàn ông hay đàn bà. Mà bên đó đâu biết đâu, nhiều người
ngộ ha. Nhiều người về đây rồi. Đó với Thailand. Mà không biết nếu mà Thailand giống như Phi, mà bên Phi không có he or she. Không có kêu gọi bằng đó. Không, mà lạ. Cũng nói tiếng Mỹ, tiếng Anh mà sao lại cái cách dùng từ hơi ngộ. Xe này đi, oh my God. Xe này đi qua người ta luôn. Yeah. Tại biết sao không? Khi quả trái họ không có giữ cái tay lái vô cái lane của mình. Nó lớn lên người ta. Không có coi luôn á, nếu mà ai khác. Xe này kia phải biết bên này mới tỉnh. Đôi khi vậy. Giờ đang đông lắm, lát quay lại ăn chưa đói lắm đúng không? Chưa. Để đi qua đây mua bánh bột lọc cái này kia đã. Ở làm có ăn một lần một ngày. Không nên vậy con, đang bao tử chứ. Dạ. Cái bao tử nó không có gì, nó quất cái kiểu... nó bị acid ra nhiều á, giống như con sẽ bị hồi trước nhá, không nhịn nhiều á bị lủng bao tử. Nó ngồi ăn không được á con. Cái gì chăng không được, không có sức khỏe. Mà lúc mà ca ăn lớn. Nhưng mà không hay. Ăn đóng thật. Tại một lúc bắt cái bao tử làm nhiều quá. Nó lại không tiêu hết. Nó sẽ dễ bị chống thực. Ăn over. Cái này là đường kiêng nối liền giữa đường story với đường tu lì. Đi đường trong khỏi đi ra ngoài phiên quay. Mỗi lần mà qua bên kia cái hiệu bản xe phố nhỏ xíu rồi cho em. Cái xe bên này nè, tại mẹ không đưa tay lên chỉ kì. Đó xe nè, cái hiệu phố nằm nhỏ xíu. Ờ dạ. Mỗi lần cái hiệu bự mà. Xe bự vành kỳ luôn mà cái hiệu nhỏ xíu. Xe mới. Xe mới. Drive slow. Give senior a break. Josh chưa làm nữa. Oh my gosh. Sao vậy? Không biết nữa. Over. Con cứ kêu, con cứ remind hỏi. Over 18 tháng 4 rồi. Nếu mà nó bị penalize thì nó tự. Mà con cứ remind hỏi. Sao kỳ vậy? Là cái nào nó xin expand ra rồi? Không, chưa. Con hỏi luôn. Cái chưa. À, con cũng hỏi cái dental gì á. Nó cứ chưa kêu. Lion Plaza tiếp. Khu Lion Plaza là khu của người Việt Nam nhiều. Chợ này là một trong những chợ lâu đời nhất của người Việt ở đây. Cái khu này là một trong những cái khu lâu đời nhất. Cái khu người ta nói là có hai sư tử đứng canh á. Hai sư tử đứng canh. Chỗ mà Euro Delay Bakery á, nó bán bánh bông lan, bánh kẹp. Vô đây mua khỏi phải làm bánh bột lọc cực, vô mua luôn. Đây nhẹ
vô là phải làm, phải thiết kế ra. Thì những nhà bác học hay chế nhưng mà trở thành họ dễ bị lười, là vì họ chế làm sao nước nó đưa từ nguồn xuống tận nhà mình, ví dụ vậy đó. Rồi làm sao mà có công suất để hái trái cây cho nhiều, nó bắt đầu rồi họ xảy ra là con người mình không làm, dùng máy móc nhiều. Nhưng mà cũng nhờ những nhà bác học vậy nó mới ra những cái giống như máy bay, xe tăng rồi đó, tàu. Không những nhờ những người giỏi mà tìm ra những cái đó thì cũng không bao chế. Sao máy bay bay lên trời hay ha, cái máy bay sắt dễ sợ vậy, nó đưa lên mây. Dạ hay thiệt, mà con tàu cũng vậy, nặng dây mà đậu đậu trên mặt biển mà không có chìm xuống, ghê không. Mà con người mình nó nhẹ vậy mà rớt cái bảnh cái xuống nước xuống sâu luôn, trong đó cái tàu thấy ghê không, mà lại đứng trên mặt nước đi được, ghê rồi. Còn tàu nào mà tàu lặn là nó lặn cho thấy. Hay chế gì mới hay. Ý mẹ nói bánh mì oven nghe đây ngon nè. Dạ nhưng mà nhớ một bữa phải vô phải đọc cái bảng nhưng tôi lỗ. Dạ có nặng mà hả, không có xóa được cái đó, không làm lại cái mới cho mình, mua một cái action luôn á, không hiểu sao mới luôn mà không cho. Wow. Bánh mì oven chỗ khác không ngon rồi. Đúng rồi. Đó, không, trước á. Thường thường là ở đây có oven thôi, chỗ khác như đâu có. Ủa mình đi chỗ bán mì oven khác. Ờ có hả? Ở bên San Jose. Ở đây San Jose nè. Dạ mà chỗ khác, không phải chỗ đây. Chỗ khác nữa hả? Bán mì oven luôn. Ở đây có phở gà là nhà ngon lắm nè. Ăn này cũng được nè. Đông lắm, phở gà nhà đó, tất cả về gà. Mà sao giờ nó bây giờ nó bỏ rồi. Wow. Rồi bán bò mễ rồi. Không Việt Nam luôn. Story. Bên phải là phố Việt bán hàng. Phở mà Hà Nội á. Nó taste giống như nó nhiều. Nó không có taste giống như cái phở regular. Giống như phở ở chỗ khác. Hà Nội nó bị spicy hơn. Mà không phải ớt. Có mà, quế. Mà quế nó spicy hơn với lại cái hoa đại hồi bự bự á. Dạ. Gọi là cái gì quên rồi. Anime gì á. Cái đó nó nhiều thôi. Còn thật sự xương hầm đồ này kia nó không có ngọt theo kiểu mà nấu phở ngọt ngọt kiểu mà phở regular thường. Bạn Chinese á, đều là ngày xưa lúc mà ở bên China á, gần chỗ border của Việt Nam với lại China thì phở chỗ đó taste giống như chỗ khu của nó luôn. Bên China. Nó sẽ nấu không có vị đó là nọt rồi, nọt rồi cho nên nó nấu kiểu phở Hà Nội đó, nọt là Hà Nội đó, thì là phở Hà Nội nó là không có như phở Nam, phở trong Nam nấu ngọt hơn, cái vị Nam ăn lúc nào cũng ngọt hơn người Bắc. Bắc còn Huế là cay hơn. Huế là cay tại Huế cũng là ăn chay. Ăn cay chứ ăn chay. Khúc nào ăn chay nhiều hơn? Huế nó bên Buddhist side đó nhiều. Buddhist side á thì Huế với miền Tây. Cứ người bên Phật thì ăn chay nhiều. Người bên đạo mình ăn chay không có ăn kiểu vậy mà ăn không thịt thôi. Đến khu này là đến cái phở và cái bún bò Huế ăn Nam nổi tiếng ở San Jose của Việt Nam mình. Hy vọng đừng ở đông quá nha. 12 giờ mấy là giờ ăn cơm trưa. Nếu mà train may á, khó quá, chuẩn bị give up luôn mà phải keep. Rồi bây giờ nó ok rồi. Phải, khó. Đã quyết định trong đầu mua là phải train cho tới. Dạ. Chứ mua đâu có trả lại được. Dạ. Cho nên nói là có những cái khó khăn như vậy. Dạ, con thứ hai. Cũng giống như cha mẹ nuôi con cái cũng vậy, cũng phải train từng tí một chứ bộ. Train nói, rồi train đi. Muốn một con khói. Rồi train ngồi. Mây khói nó bay mất kìa không thấy. Mây á, theo như tiếng Việt á, là của nữ. Của con cái, tự nhiên cái đặt cho nó là cloud. Cloud thì ok. Cloud bên Mỹ là tên trai. Mà trong nó dịch qua tiếng Việt thì trở thành gái mất. Chứ đâu có thằng nào tên Mây đâu con. Đâu boy nào tên Mây đâu. Trong này có cái chùa Di Lạc lớn lắm. Di Lạc. Mấy rồi con khói nữa. Mấy tượng Phật lớn. Khói con khói mày. Nữa con nghĩ đi, mây khói nó bay không à, nó đâu có nhà đâu. Chắc con khói nó calm hơn, bây giờ mây calm xuống, mây nó excited quá đã mày
phải. Tự nhiên cái đang cho bình yên, không không muốn cho hai con về, nó ganh tị nhau đó nha. Mình ôm con nào nhiều quá, cái con mà nó ở sẵn rồi hiểu không, nó sẽ ganh cái con mới về. Con May ấy, nó nằm với Josh nhiều hơn là vì con cái đá đó hồi. Con không muốn nó gần con. Vì tôi lúc nào là chơi đúng không? Rồi Josh phải gần con hơn rồi Cloud bên Josh bên kia. À. Yeah. Này có trời. Rồi con để gối in between con với phía Josh trước, nữa. Phía trước phở gà ăn Nam vui không con? Để hàng rào yeah. Giống Việt Nam dễ thương hả? Yeah. Cũng có lý. À, giờ khu này cũng là khu nổi tiếng của người Việt mình nè. Mình đi đâu vậy? Ồ. Oh. Nhưng mà một tiếng đủ không ta? Kịp không ta? Kịp chứ hả? Họ cũng đâu chắc nhiều lắm. Thôi đậu bên này cho nó an toàn đi. Một tiếng ít lắm, người ta vô ta biết cấp này kia có nè. Cái gì đây? Cái gì đây? Mình đang tính lấy đường vô mà bạn đi xe bự quá. Chỗ đây phở, bún bò thấy ngon. Ừ, ngon nhất vùng sao xe phở, bún bò anh Nam. Chà. Cục kia. Ê da, rồi. Bún bò anh Nam. Đi, vô ăn thôi. Về mình vô mình order luôn đi. Chà sót. Order ăn đi, họ bưng ra mình order đi vô. Tại vô order luôn chứ không chờ lâu quá. Không, hôm nay có bánh bột lọc rồi. Có bánh bột lọc rồi. Hôm nay có, nãy có mua bánh bột lọc với chả giò đó. Đó, cái nhà xa xa bên trái là bún bò Huế Anh Nam. Họ có chi nhánh là phở gà Anh Nam bên phải. Đây là bún bò Huế nổi tiếng nhất vùng này. Có lên tô lớn hả? Dạ. Vô một lát một regular. Không có máu. Không huyết. Không dùng huyết. Từ máu ghê quá. Như vậy nè, máu là chưa nấu. Dạ. Thì người ta gọi bằng máu. Còn nấu rồi á, ta gọi là huyết. Hiểu không? Cho nó đỡ sợ thôi chứ không có gì. Trời ơi, kêu không có máu. Đây là bên trong của nhà hàng bún bò Huế ăn Nam nè. Cái tóc màu này đẹp nè. Rồi, bún đó lạnh, năm đó lạnh luôn nha. Dạ. Có những bức tranh đẹp không? Ở đây chơi bông lan nhiều. Có mấy cái đèn quả quả châu đẹp quá hả? Giống như nó em mới bán. Mẹ trả con, còn ở trong video của mẹ. Trả gì? Để cho con ở trong video của mẹ. Đúng rồi. Nãy giờ khỏi trốn. Nên no, mẹ phải trả con thì con ở trong video. À, không bao giờ có money đây này thay cho. Không bao giờ có money pay cho, chứ giờ chưa có money thì muốn nổi tiếng phải pay mẹ trước. Ok. Phải pay trước, đây là mẹ có tiền mẹ pay lại cho. Đây có nước mía. Nước mía. Ở Việt Nam uống nước mía rẻ mà qua đây phải uống nước mía nhiều tiền. Trong đây. Nước mía ở bên Mỹ nha. Nước mía có miếng cam. Muốn bò ra. Này, bún bò Huế ở San Jose nổi tiếng nhất ở vùng này. Bún bò Huế An Nam nha. Miếng chả nè. Bò nè. Huyết. Gân. Nếu không ăn huyết thì lấy ra nha. Cho mẹ. Ừ. Gân. Cho dĩa rau và có sa tế. Rau có bắp chuối, bắp cải và rau thơm. Đây là gọi là bún bò Huế đặc biệt, tô lớn và tô nhỏ. Nhiều quá vậy. Tại tô lớn là 2 miếng rồi. Xe chip nó cao cao quá hả?
Đó, extra gas luôn. Ừ, để trừ hao đi đường xa. Không có đường xa, không có cái cây xăng còn có mà đổ refill vô. Nhưng mà để vậy nguy hiểm. Dạ, cháy. À, dễ bị người ta chơi xấu. Đây là đường heading ha. Heading. Đường này đi thẳng tới là tòa đó, tòa San Jose City Hall. Giờ không kẹt xe nè, 1 giờ. Thời tiết Cali là tốt nhất đó con, cho nước Mỹ. Dạ. Và việc làm nhiều nữa, mà tiểu bang cũng lớn nữa. Xe Audi ha, 4 cái dấu trần đó. Như thế đi xe hybrid này đỡ tốn xăng đó. Thời gian người ta dùng hybrid để người ta Uber á, chứ tiền xăng chịu sao nữa. Đây là những cái tòa nhà mà người ta làm việc, gọi là làm office. Around here can trả cái parking ticket, không phải parking, cái chạy xe ticket của con. Ừ, khó đó. Con đường mà chỗ 237 á, chỗ mà bờ biển Mỹ Anh Hồng á, có ông cảnh sát đi mô tô, không biết giờ còn không? Rất là khó, luôn luôn có trên đường đó. Giữ được cái an ninh khu đó, tại ông siêng lắm. Thì không có chuyện gì á, cũng siêng đó, cho nên không có dân làm bậy. Đây bên này đi phải đúng luật của người đi bộ, cho nên nó giữ được an toàn. Right turn cũng vậy nha, phải stop. Yeah. Luôn nha. Ừ, bị rồi nhớ đó. Chứ không có chuyện mà right turn mà mình vừa 600. Đi tới cái mình vào 600 luôn đúng không? Hack 600. Mắc lắm. Này sẽ đạp cho 600 gần traffic score 100 mấy nữa. Ừ. 700. Ừ. Thấy khổ chưa? Nhớ đời luôn ha. Remember whole life luôn. Coi như cái đó là coi như là một cái kỷ niệm luôn. Để trong cái hình photo luôn ở nhà treo. À. À. Cho nhớ gì, nhắc cho nhớ gì. No expensive á. À. Mình mua art. Màu xe mới giờ hay ha, vui vui ha. Nó vừa giống sình mà vừa giống lông chuột mà. Cảm muốn in the future màu tóc trà sữa. Ghê. Nó đâu hợp á. Màu trà sữa hả? Màu trà sữa nó chỉ đậm hơn màu blonde thôi. Màu giống như grey với lại brown chung. Grey brown đó, thì nó giống như đó. Làm nhiều màu quá nó sẽ bị hư mất. Nhập qua bên Việt Nam mà tốt. Là bắt đầu nhập xe vô. Nhập xe đi vô, dòng xe chạy nhanh cao tốc. Đường cao tốc gọi là freeway. Freeway giống như chạy thoải mái ha, nhưng mà có luật hết á. Bây giờ không đỡ kẹt nữa, chứ đi lát nữa thì nó 4-5 giờ là đi càng nhích càng nhích. Khúc này nó hay kẹt một chút. Xe bây giờ nó biết 11 giờ đi cái ừ. Weekday, weekend không có giờ. Weekend thì nó vắng hơn, tại vì tao không đi làm. Nếu mà đi mình phải hiểu xe nào qua, xe nào sao hết á. Đi nhiều á, chạy xe nhiều mình có kinh nghiệm đâu. Chứ trong lúc học đâu có luật đó con, đâu có biết được xe nó sẽ chen mình đâu. Nhiều cái đi chen lên nó đâu có xích nhậu đâu, thấy không? Mình phải biết cái xe đó, ờ nó có nhóm nhóm nó muốn qua. Nhường đường mới lại xe không có follow gần quá nha, bị phạt đó nha.
California. Mấy cái street parking này mới. À, bên ngoài nãy dán luôn rồi. Bên này thứ rồi tại sao nó vô trong đây không hiểu nữa. Chắc nó vô hết luôn. Này thứ 5. Thứ 5, cái thứ 5 cái thứ 4 và đường bên này thứ 5, đường bên trái. Chắc 4 tiếng cho 4 cái này qua đây đó. Tới 4 tiếng luôn. Ừ. 4 tiếng. Chắc mấy cái đường này sẽ clean luôn. Nhầm nhầm á. Để coi nha. Đây thứ 5 này bên trái là Wednesday nè. Wednesday. Wednesday. Vậy đường ngoài kia với đường trong này vậy. Ngộ ha. Để cây à. Này ít ai để ý lắm, tự nhiên lên nè. City đó. Nha, yeah, đâu cần cho ai đâu. Không hiểu nè. Coi nè cái đường đâu có clean, đâu có đâu rác nhiều đâu. Đâu. Đường bự mà city, mà đường này bự. City nghèo rồi. Để coi nha.